Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái sự kiện chơi coin trên cái sàn Binance nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và giao dịch cái đồng Gala và phần thưởng sẽ là 100.000 đô la Mỹ nha. Hiện tại thì đâu đó còn khoảng 4 ngày nữa thì cái sự kiện này nó sẽ kết thúc. Và các bạn sẽ bấm luôn cho mình cái ô đăng ký ngay tại đây. Rồi, đăng ký thành công này, chọn vâng cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ đọc cho mình cái phần là quy định hoạt động này, khuyến mãi A, tìm hiểu và kiếm 60.000 đô la giải thưởng bằng mã thông báo gala. Chúng ta sẽ ăn chia đâu đó là khoảng 60.000 đô nha. Cuộc thi này, người dùng giao dịch 12.000 gala đối với cặp giao dịch là gala USDT và hoàn thành cái bài trắc nghiệm này. Mình sẽ mở cái bài trắc nghiệm này lên này. Đó. Tiếp theo này, khuyến mãi B này, giao dịch gala và giành giải thưởng là 40.000 đô bằng mã thông báo gala. Thì các bạn sẽ giao dịch với khối lượng hiệu quả hơn 6.000 gala thì chúng ta sẽ ăn chia là 10.000 đô. Và cái phần thưởng số 2 này dành cho những người mà có nhiều tiền nha. Các bạn sẽ giao dịch tổng khối lượng mua và bán cộng lại bằng 120.000 gala thì các bạn sẽ ăn chia tiếp là 30.000 đô nữa. Còn những ai mà chúng ta không nhiều vốn ấy thì các bạn sẽ tham gia cho mình cái khuyến mãi A này thôi, bởi vì 12.000 gala này nó cũng khá là ít. Ok, sau khi mà các bạn chọn cho mình cái ô đăng ký ngay tại đây thì các bạn sẽ đi chơi coin luôn cho mình, mua và bán cộng lại bằng 12.000 gala là được nha. Ở đây thì mình sẽ mở cái gala lên này. Để mà giao dịch được gala thì các bạn sẽ cần phải nạp tiền vào đây cho mình nha. Ở đây hiện tại mình đang có là 225 USDT và mình sẽ chuyển sang cái lệnh market. Bởi vì khi mà mình chơi coin bằng cái lệnh market này thì nó sẽ khớp giá luôn cho mình ở cái thời điểm hiện tại. Mình sẽ kéo full luôn ở đây nha. Đó, bạn nhìn thấy không? Một lệnh của mình là 2.700 gala, mình chọn mua này. Rồi mình sẽ mở cái phần là order history này lên. Các bạn có thể nhìn thấy được cái lệnh mua của mình ở đây là 2.709 gala. Bây giờ thì mình sẽ bán luôn nó đi. Bán luôn đi nha. Được là 2.706, mình sẽ mở cái phần máy tính lên. 2.709 này cộng với lại 2.706. Rồi mình đã được là 5.415 gala rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mua này. Đó, 2.675 này. Bây giờ mình lại bán này. Mình sẽ kéo hết nha. Rồi ok, 2.675 cộng với lại 2.673. Rồi mình đã được là 10.000 gala rồi nha. Bây giờ, rồi ok, bây giờ thì mình sẽ chơi coin nốt cho nó đủ 12.000 gala nha. Ở đây thì mình sẽ chọn là 50%. Mình sẽ bấm là mua này. Đó, mình được là 1.344. Mình sẽ cộng vào đây luôn nha. Đó, 12.000 gala đủ rồi này. Đô. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bán hết cái đồng gala mà mình vừa mới mua đi nha. Mình sẽ vào cái ô là sell gala. Rồi, vậy là mình đã chơi hơn 12.000 cái đồng gala token nha. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại cái form điền learn and earn 60.000 đô gala token trên cái sàn Binance. Ok, ở đây thì mình sẽ cần phải nhập cái ID của sàn Binance. Mình sẽ vào ô tổng quan này. Ok, ở đây mình sẽ đi copy ID người dùng nha. Sau đó thì mình sẽ dán vào đây. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên đáp án sẽ là A, B, C, D. Các bạn đừng đánh cho mình cái đáp án E ở đây nha. Câu hỏi thứ hai đáp án sẽ là A, Chu. Câu hỏi thứ ba đáp án sẽ là IB này, Mirandus. Đáp án thứ tư sẽ là đáp án B, Frank Miller này. Đáp án số 5 sẽ là đáp án B, Over 8.000 này. Rồi ok, sau khi mà các bạn đã điền hết tất cả các đáp án thì các bạn sẽ check lại cho mình một lần nữa. 1 sẽ là ABCD, 2 là A, 3B, 4B, 5B. Sau đó thì các bạn sẽ bấm cho mình nút gửi ở đây nha. Rồi, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn một cái kèo
Learn and Trade Gala Token ăn chia 100.000 đô trên cái sàn Binance. Các bạn sẽ cần phải điền cho mình cái form này, trả lời hết tất cả những câu hỏi thì mình cũng sẽ để đáp án bên dưới phần mô tả video này. Và các bạn sẽ cần phải trade coin cho mình đâu đó là khoảng 12.000 cái đồng Gala Token nha. Còn nếu như bạn nào mà có nhiều tiền hơn thì bạn có thể trade nhiều hơn 12.000, các bạn có thể trade 120.000 nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.